Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh để thông tin về nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, lắng nghe giải đáp các ý kiến của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, thứ 4 và các nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, xem xét công tác nhân sự và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Báo cáo với cử tri dự kiến một số luật, nghị quyết quan trọng được xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri là cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đã có một số ý kiến kiến nghị với Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, với việc đang ngày càng có thêm nhiều lao động về làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, nhằm đảm bảo an cư lạc nghiệp, cử tri đề nghị. Xin có mong muốn là Quốc hội cũng như là tỉnh Quảng Ninh có các chế độ, chính sách hỗ trợ để cho công nhân lao động chúng tôi có điều kiện được sở hữu đất hoặc nhà để có thể an cư lạc nghiệp tại địa phương. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện cho biết, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trong đó đã có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai ở những vị trí đắc địa gần nơi làm việc của công nhân, người lao động. Các địa phương mà có các dự án nhà ở xã hội thì cũng đã đăng tải thông tin để trên cơ sở đó các quý vị cử tri và người lao động, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh chúng ta nắm bắt chủ trương và chúng ta đăng ký tại đơn vị thông qua công đoàn của cơ quan đơn vị tại địa phương và có thể đăng ký trực tuyến tại các cái kênh thông tin trên để chúng ta được giải quyết các cái nội dung này. Thế và trong thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ tiếp tục mở rộng phát triển các cái dự án nhà ở xã hội trên tất cả các cái địa bàn mà có đông công nhân lao động. Trả lời các kiến nghị của cử tri là cán bộ công nhân ngành than liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong xin cấp mới, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy chứng nhận đầu tư cho các đề án, dự án. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và sẽ đồng hành trực tiếp giải quyết các vấn đề này. Liên quan đến các kiến nghị của ngành than ấy thì cái này chúng tôi cũng sẽ đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu và trực tiếp tôi là hiện nay với cương vị mới thì tôi sẽ trực tiếp là những người cùng đồng hành với các đồng chí để chúng ta giải quyết để làm sao để tạo điều kiện tốt nhất vì chúng ta là một cái ngành năng lượng của quốc gia. Nếu chúng ta không đáp ứng được đủ than cho các nhà máy điện thì không thể phát triển kinh tế xã hội của toàn quốc được. Thì đây là một cái điều mà tôi cũng đề nghị cán bộ, nhất là công nhân của ngành than, hôm nay là cử tri ngồi dự ở đây, các đồng chí cũng cùng đồng lòng với tập thể lãnh đạo của tập đoàn để chúng ta cố gắng sản xuất để chúng ta có được cái than đáp ứng. Cũng tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải đáp các kiến nghị của cử tri liên quan đến các thiết chế văn hóa xã hội trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chế độ chính sách đối với trẻ em là con công nhân trong khu công nghiệp, học tại các cơ sở giáo dục mầm non, dân lập, tư thục, việc tăng mức tiền lương tối thiểu vùng hàng năm, kiến nghị liên quan đến tuổi nghỉ hưu, lương hưu, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19, cách ly, điều trị tại nhà. Đối với các nội dung liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ và sẽ kiến nghị kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét sửa đổi, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Nhân dịp tháng công nhân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng 100 suất quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.